This is a Kids Read session in a primary school in Hanoi, Vietnam. Kids Read is a global program developed by British Council and sponsored by HSBC, encouraging primary students to read for pleasure, both in the classroom and at home, by giving them access to the very best of UK children's books. Listen about the Very Hungry Caterpillar. It's about a caterpillar that is just born from an egg and then is really, really hungry. The program has given away more than 2,000 books to libraries of 6 schools in Hanoi. More importantly, English teachers in these schools enjoyed an opportunity to learn to integrate storytelling activities in their lessons through training provided by the British Council in Vietnam. Tôi nghĩ là qua thông qua kể chuyện thì các con học từ một cách tự nhiên hơn và các con ghi nhớ lâu hơn, bởi vì qua các câu chuyện, nhất là các câu chuyện của Kids Read cung cấp, hình ảnh rất là sinh động và các con được ghi nhớ từ qua các hình ảnh rất là thú vị, và qua các cái câu hội thoại của các nhân vật làm cho các con ấn tượng và con nhớ được lâu hơn, kỹ hơn và dễ dàng hơn. As part of the Kids Read project, the British Council and HSBC have organised many community activities in which hundreds of local parents and children were inspired to read and tell stories. What's special about these activities was that they were delivered by volunteers, who are HSBC staff, and trained in storytelling by the British Council. Đây là một cái sáng kiến mà tôi cho rằng là nó rất là tốt đối với cả hệ thống giáo dục, đặc biệt là tại những nước như Việt Nam, khi mà cái việc xây dựng cái tình yêu sách và cái khả năng đọc sách của các em chưa được thực sự chú trọng trong môi trường nhà trường. Với một cái dự án mà nó có tính hiệu quả cao như thế này thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chúng tôi luôn động viên các phòng giáo dục và chỉ đạo anh chị là tập trung tạo mọi điều kiện mở rộng mô hình tới những trường mà có điều kiện trong quận huyện của mình. 21 thầy cô giáo của chúng tôi thì sẽ nhân rộng ra, sẽ là những giáo viên cốt cán để có thể là hỗ trợ cho các trường bạn tham gia cái dự án ngày càng được tốt hơn. There are many measures of success for a program, but for Kids Read, one of the most important achievements is the common love of books shared by teachers, parents and students. When I'm reading stories, I can learn English, and when my sister asking me something about that story, I can remember about it. And Kids Read just made a lot of story and I really love them. I absolutely love this project. I love reading myself and I truly believe in the power of storytelling. So I've really thoroughly enjoyed working with both the students and the teachers in bringing the magic of storytelling alive.